Mệt quá à, em nói rồi, đừng có lo, thấy không? Cái chuyện gì thì mình cũng từ từ giải quyết được hết trơn, hết trọi đó. Hay quá ha. Giải quyết cái gì mà giải quyết? Không bao giờ giải quyết được chuyện này đâu. Tôi nói cho bà biết. Không cần anh nói em cũng biết. Anh đang lo là sau này mình sẽ không có tiền nuôi con đúng không? Em có tiền, miễn sao là mai mốt anh ăn ít lại là được, để dành cho con. Anh không ăn ít thì nhiệm vụ của em cũng phải ăn ít để mà cho con ăn, em hiểu không? Vấn đề đó không phải vấn đề mà tôi lo đâu. Vậy là anh lo là mình sẽ không nuôi dạy con tốt đúng không? Nhìn anh Lâm, anh dạy anh Ly là thấy rồi đó. Ngoan ngoãn lễ phép, sau này có gì đó mình qua mình hỏi anh Lâm là được. Tôi không cần. Nếu mà tôi thắc mắc cái gì tôi lên Google tôi search cách dạy con, cách nuôi con, cách cho con bú, dạng dạng như vậy ha. Tôi không cần hỏi ông Lâm, bởi vì tôi ghét ông Lâm. Ghét anh Lâm là tại vì anh đẹp trai hơn anh đúng không? Cái đó là điều anh đang lo. Anh lo là sau này anh đẻ con ra, con anh sẽ xấu giống anh. Thôi bây giờ vậy, nếu mà đó là cái mối lo của anh thì em sẽ chạy qua nhà anh Lâm để em ngắm nhìn ảnh mỗi ngày. Tại vì anh đẹp trai quá mà. Trời ơi, đẹp trai từ mắt mũi tới miệng, tới tướng tá, tới mái tóc, tới bàn tay, bàn chân. Trời ơi, cái gì cũng đẹp hết. Sau này em muốn con em đẻ ra là phải đẹp giống như anh Lâm. Thôi, anh ở nhà đi. Em sẽ chạy qua nhà anh Lâm. Đó, ban ngày thì ngắm ảnh, nhưng ban đêm đâu có ảnh đâu mà ngắm. Em sẽ chạy qua nhà anh Lâm để em xin một cái tấm hình của ảnh về. Em treo trên đầu giường. Đêm nào trước khi ngủ em cũng sẽ ngắm nhìn nó để em đẻ con em ra, con em đẹp giống như anh Lâm. Anh ơi, bây giờ anh hãy coi quán đi, em chạy qua nhà anh Lâm nha. Bye bye, tạm biệt anh. Bà Anh Đà. Lâm ơi, anh Lâm ơi, Bà Đà. rồi em với Bà em Đà. ra với anh đây anh Lâm ơi. Mình là chồng bà mà chớ khi nào mà khen mình một tiếng, mở miệng ông Lâm ông Lâm ông Lâm ông Lâm. Mà cha Lâm có gì hơn mình chứ? Ông chỉ đẹp trai hơn mình, ông chỉ giàu hơn mình, ông chỉ thành công hơn mình, ông chỉ có một đứa con hơn mình. Ủa sao kể ra ông hơn mình hết vậy ta? Lâm chà, Lâm chà, Lâm chà. Mắc gì phải ghen tị với ông làm gì? Dù sao thì môi mình vẫn dày hơn môi ổng mà. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.